Xin chào các bác nông dân, hôm nay tôi xin chia sẻ một bí quyết cực kỳ hữu ích để giúp các bác xử lý hoa nghịch mùa cho cây sầu riêng, đó chính là sản phẩm Hitoco 39 ATT, chuyên gia đánh thức mầm hoa sầu riêng. Các bác cũng biết đấy, hoa nở trái mùa là một thử thách không nhỏ với người trồng sầu riêng. Mùa vụ thất thường ảnh hưởng rất nhiều đến năng suất và chất lượng trái. Nhưng đừng lo lắng, với Hitoco 39 ATT, mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Hitoco 39 ATT là một sản phẩm đặc biệt, được nghiên cứu và phát triển riêng cho cây sầu riêng. Không chỉ giúp cây ra hoa đều, đẹp mà Hitoco 39 ATT còn tăng cường sức đề kháng, giúp cây chống chọi với bệnh tật và thời tiết khắc nghiệt. Cách sử dụng Hitoco 39 ATT cũng rất đơn giản. Các bác chỉ cần pha loãng sản phẩm với nước theo hướng dẫn, sau đó phun đều lên toàn bộ cây. Nên phun vào sáng sớm hoặc chiều mát để đạt hiệu quả tốt nhất. Chỉ sau vài lần sử dụng, các bác sẽ thấy được sự thay đổi rõ rệt. Một điểm cộng lớn của Hitoco 39 ATT là tính an toàn và thân thiện với môi trường. Sản phẩm không gây hại cho đất, nước, giúp bảo vệ môi trường xung quanh vườn cây. Vậy thì còn chần chừ gì nữa? Hãy dùng thư Hitoco 39 ATT để có một mùa sầu riêng bội thu, cây khỏe mạnh và ra hoa đều đặn nhé. Các bác có thể tìm mua Hitoco 39 ATT tại các cửa hàng vật tư nông nghiệp uy tín, hoặc truy cập website dedorplant.vn để biết thêm chi tiết. Cảm ơn các bác đã theo dõi. Chúc các bác một mùa vụ thành công rực rỡ. Đừng quên bấm like và đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều bí quyết trong trò hữu ích. Hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo.